Trưa và chiều nay thì Nam Bộ nắng gắt và rất là nóng. Không biết là ngày mai thì thế nào hả chị Hồng Quyên? Dạ ngày mai thì trời vẫn nắng nóng đó ạ. Nắng nóng sẽ tiếp tục bao trùm lấy khu vực Đông Nam Bộ và một số nơi của Tây Nam Bộ như là tại Vĩnh Long, Cao Lãnh, Cần Thơ và Châu Đốc, 35 đến 36 độ. Về chiều tối thì một vài nơi sẽ xuất hiện mưa rào nhưng rồi thì cũng sẽ dứt nhanh thôi. Cùng với nhiệt cao và nắng mạnh thì chỉ số tia cực tím hay còn gọi là tia UV vào ngày mai cũng rất cao. Ở thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Cà Mau ở mức 10, còn tại Phú Quốc là ở ngưỡng 11. Và UV cao nhất sẽ rơi vào khoảng thời gian từ 11 giờ cho tới 14 giờ. Nếu mà để da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng quá 20 phút mà không có các biện pháp để bảo vệ da thì có thể sẽ bị cháy nắng. Vì vậy ngày mai nếu mà quý vị có ra ngoài vui chơi vào dịp cuối tuần thì nên tránh vào khoảng thời gian này ạ. Và đừng quên bôi kem chống nắng và cùng với kết hợp kính chống tia UV, đội nón rộng vành cộng với cả mặc áo chống nắng nữa. Chuyển sang các thông tin về thời tiết tại thành phố biển Phú Quốc. Từ sáng cho tới chiều mai, trời chủ đạo là nắng nhưng mà cũng không quá nóng. Mức nhiệt cao nhất là khoảng 32 độ. Về tối và đêm, có thể xuất hiện mưa rào kèm theo dông. Vùng biển tại quần đảo Phú Quốc cũng như là Nam Du và Thổ Chu, dự báo gió cấp 3, cấp 4, trời có nắng, tầm nhìn xa thoáng rộng trên 10 km. Còn vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, bao gồm cả khu vực Côn Đảo, gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.